Hello, bà Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức, vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ năm, ngày 21 tháng 4 năm 2022. Loan Lộc kính chúc tất cả quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Uber, Lyft và Disney đồng loạt gỡ bỏ quy định đeo khẩu trang. Nghi can gốc Việt trộm cắp xe và hành hung cảnh sát ở Salt Lake City. 4 du khách bị cướp theo về nơi ở Los Angeles và lấy tài sản trị giá 70.000 đô la. Tỷ phú Elon Musk huy động được 46,5 tỷ đô la để sẵn sàng mua Twitter. Cựu vô địch quyền Anh Mike Tyson liên tục đấm người đàn ông trên máy bay. Đặc vụ Mỹ đã bắn chết nghi can đột nhập tòa đại sứ Peru. Công ty Tesla xin ngưng vụ kiện phân biệt chủng tộc tại California. Quốc hội Mỹ phải sơ tán vì màn trình diễn nhảy dù. Nga đã áp đặt trừng phạt với các công dân Mỹ, bao gồm phó tổng thống Harris. Nhà sản xuất máy bay không người lái của Mỹ đã tặng hơn 100 máy bay trinh sát siêu nhẹ cho Ukraine. Đức từ chối cung cấp một số vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Mỹ khai triển hai mắt thần theo dõi Nga khi thử quả tiễn mạnh nhất thế giới. Đương kim tổng thống Pháp đã gia tăng cách biệt trước vòng bầu cử thứ hai. 21 loạt đại bác chào mừng sinh nhật 96 tuổi của nữ hoàng Anh. Tin Việt Nam, trước khi tử vong, bé Vân An bị dì ghẻ bắt quỳ gối trong chuồng chó. Trung Quốc tuyên án tử hình một công dân Mỹ. Thưa quý vị, tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, Uber, Lyft và Disney đồng loạt gỡ bỏ quy định đeo khẩu trang. Công ty Uber, Lyft và Walt Disney đã đồng loạt gỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang sau khi các ca nhiễm bệnh đã giảm mạnh từ hồi tháng Giêng. Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, phía Walt Disney cho biết các du khách đã chích đủ liều, chích ngừa thì có thể tùy ý đeo khẩu trang tại các cơ sở trong nhà và ngoài trời, cũng như các phương tiện di chuyển của công ty. Đối với du khách chưa chích ngừa thì công ty khuyến nghị nên đeo khẩu trang khi ở trong không gian hoặc là phương tiện kính. Cả Uber và Lyft cũng đều hủy quy định bắt buộc tài xế và khách hàng tại Mỹ phải đeo khẩu trang. Ngoài ra, công ty Lyft cũng không còn yêu cầu tài xế phải mở cửa xe và để trống ghế trước, đồng thời không cho phép khách hàng hủy chuyến đi vì lý do an toàn và sức khỏe. Uber vẫn cho phép hành khách hủy chuyến xe nếu họ cảm thấy không thoải mái do tài xế không đeo khẩu trang. Phía Uber đã nhấn mạnh rằng Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC khuyên người dân nên đeo khẩu trang nếu thuộc đối tượng dễ trở nặng khi mà lây nhiễm hoặc là tỷ lệ lây nhiễm trong khu vực còn ở mức cao. Và công ty này cũng đã đưa ra quy định bắt buộc tài xế và hành khách đeo khẩu trang từ tháng 5 năm 2020 và duy trì dịch vụ chia sẻ chuyến xe từ tháng 11 năm 2021 dù số ca nhiễm đã tăng cao. Trong những ngày qua thì các hãng hàng không lớn như là Allegiant Travel, Hawaii Holdings, Spirit v.v. đã đều tháo bỏ cái lệnh hoặc là nới lỏng cái lệnh là bắt buộc đeo khẩu trang trên máy bay. Nghi can gốc Việt trộm cắp xe và hành hung cảnh sát ở Salt Lake City. Một người đàn ông gốc Việt 28 tuổi đang bị tạm giữ sau khi cảnh sát cho biết anh ta đã lái một chiếc xe bị đánh cắp và hành hung một viên cảnh sát vào sáng ngày thứ Tư. Theo thông cáo báo chí của Sở Cảnh sát thành phố Salt Lake, các nhân viên cảnh sát đã chặn một chiếc xe bị đánh cắp trong một bãi đậu xe của khách sạn ở gần West North Temple, Utah. Khi các cảnh sát tiếp cận với chiếc xe và cố gắng bắt giữ nghi can, anh ta từ chối cung cấp danh tính và hành hung một cảnh sát. Một viên cảnh sát sau đó đã hạ gục nghi can và tạm giữ anh ta mà không xảy ra thêm những sự trục trặc nào. Cảnh sát sau đó xác định nghi can là Hùng Nguyễn và anh ta đã bị buộc tội vì sở hữu một chiếc xe bị đánh cắp, sở hữu vũ khí nguy hiểm, không dừng lại trước hiệu lệnh của một viên cảnh sát, sở hữu dụng cụ tiêm chích chất cấm, hành hung nhân viên cảnh sát. Cảnh sát cho biết rằng người nhân viên cảnh sát bị hành hung chỉ bị thương nhẹ và đã được xuất viện. Hiện thì Nguyễn đang bị tạm giam và cảnh sát nói rằng bị can không bị thương tích. 4 du khách bị cướp theo về nơi ở Los Angeles và lấy tài sản trị giá 70.000 đô la. Tên từ Beverly Crest, Los Angeles, Sở Cảnh sát đã thông báo vào ngày thứ Tư 21 tháng 4 đã xảy ra một vụ cướp theo dõi các nạn nhân giàu có về tận nơi ở. Lần này xảy ra tại khu vực Beverly Crest, theo bản tin của đài truyền hình địa phương. Các điều tra viên nói rằng có 3 người đàn ông, võ trang 2 súng lục và 1 súng trường, lái xe theo 4 người du khách đến từ vùng Bắc California sau khi họ rời khỏi một nhà hàng ở vùng Beverly Grove để về lại căn nhà Airbnb thuê ở Cole
Water Canyon vào lúc nửa đêm về sáng của ngày thứ Tư. Các nạn nhân khai với cảnh sát họ thấy có một chiếc SUV rất là sang trọng chạy bám theo phía sau và quyết định họ không ngừng lại trước nơi ở. Thay vào đó, họ tiếp tục lái xe đi cho đến khi nghĩ rằng đã đánh lạc hướng được chiếc xe SUV kia và họ đã quay trở lại căn hộ Airbnb của mình. Tuy nhiên, khi mà các nạn nhân đậu xe ở ngay lối dẫn vào nhà và bước ra khỏi xe, họ đã bị ba nghi can chĩa súng đe dọa. Ba kẻ này đã lấy tài sản của các nạn nhân ở ngoài cửa, rồi sau đó đã ép họ đi vào bên trong nhà. Các nghi can đã lấy đi quần áo và đồ trang sức trị giá khoảng 70.000 đô la, gồm cả đồng hồ trị giá khoảng 40.000 đô la. Thám tử Chris thuộc sở cảnh sát của thành phố Los Angeles nói rằng vụ này rất đáng lo ngại vì các nạn nhân bị buộc phải vào trong nhà sau khi bị cướp ở ngoài cửa. Và điều này khiến cho bọn gian sẽ bị buộc tội là bắt cóc và nếu mà bị bắt thì hình phạt có thể là tù chung thân. Các nạn nhân khai rằng bị đánh bằng súng nhưng không ai bị thương tích trầm trọng. Các nghi can là nam giới, độ tuổi từ 19 đến 25 tuổi. Cảnh sát nói rằng vụ này chưa có dấu hiệu gì liên hệ đến băng đảng, nhưng vụ này đã xảy ra sau khi tuần vừa qua, cảnh sát của Los Angeles đã cảnh báo rằng có 20 băng đảng ở khắp thành phố đang gửi ra các nhóm đi trên 2 đến 3 chiếc xe, bám theo các nạn nhân và cướp của tại nhà họ trong các khu giàu có. Cảnh sát nói có hơn 250 vụ cướp tương tự xảy ra trong năm ngoái và họ đã nói rằng các nạn nhân có thể đề phòng. Họ thấy có chiếc xe theo phía sau khi về đến gần căn nhà thuê và họ quyết định chạy ngang qua vòng đầu lại để chắc chắn là không còn ai theo dõi. Nhưng mà họ vẫn bị theo dõi. Nguy hiểm quá. Là theo Lộc nghĩ thôi, Lộc suy đoán thôi là những người này thường tập trung những ngôi nhà Airbnb. Họ đã để ý những cái người đó và họ đã theo dõi. Họ đi đâu? Họ và trở về. Họ đã biết những người này rồi. Theo mình nghĩ á, họ đi ăn và khuya quá, nhưng mà đeo đồ mắc tiền. Những người này là những người khá giả quý vị, đeo đồ mắc tiền, đeo đi chơi mà, đeo bóp, đeo đồng hồ, chiếc đồng hồ 40.000 đô la. Cho nên bữa giờ Loan Lộc cũng nói quý vị đó, chúng ta đi đâu chúng ta đừng nên đeo đồ mắc tiền, cũng không nên đeo những cái bóp mắc tiền quá, dễ bị bọn chúng theo dõi và rất nguy hiểm. Mà quý vị cũng nói trong thời gian gần đây ở khu vực California sao mà mình thấy quá là bất an ha quý vị. Cho nên cẩn thận vẫn hơn, chúng ta không nên đeo trang sức, không nên đeo bóp, không nên đeo cái gì hết. Đơn giản thôi, để tụi nó để ý. Mặc dù là những người này đã đề phòng, có nghĩa là họ nghĩ là có ai theo dõi họ rồi, họ sợ rồi đó, mà quay về vẫn bị dính. Có nghĩa là cái bọn này nè, họ biết cái nhà đó là nhà Airbnb, họ đã vào sẵn đã đợi những người này quay về. Quá kinh nghiệm. Tỷ phú Elon Musk huy động được 46,5 tỷ đô la để sẵn sàng mua Twitter. Ông Elon Musk cho biết ông đã sẵn sàng có 46,5 tỷ đô la để mua Twitter và đang cố gắng đàm phán với một thỏa thuận với công ty. Elon Musk cam kết bỏ ra 33,5 tỷ, bao gồm 21 tỷ vốn chủ sở hữu và 12,5 tỷ vay ký quỹ để có tiền thực hiện giao dịch mua Twitter. Các ngân hàng và công ty bao gồm Morgan Stanley, Bank of America, Barclays và nhiều ngân hàng đã đồng ý cung cấp khoản vay 13 tỷ đô la khác cho Elon Musk. Theo hồ sơ, vào tuần trước thì Elon Musk đã đề nghị mua lại Twitter với giá là 54,2 đô la cho một cổ phiếu tương đương khoảng 43 tỷ đô la. Vào ngày 15 tháng 4, Twitter thông báo là qua một kế hoạch để mà về quyền cổ đông có thời hạn, thường được gọi là chiến thuật thuốc độc, trong nỗ lực chống lại sự mua của ông Elon Musk. Và ông Elon Musk cũng đã tích lũy được 9,2% cổ phần của Twitter. Twitter sau đó đã mở rộng lời đề nghị ông Musk tham gia vào hội đồng quản trị, nhưng điều kiện là ông không được mua hơn 14,9% cổ phần của Twitter. Nhưng mà ông Musk lại đảo ngược hướng và đòi mua hết tất cả Twitter. Thì mình thấy ông này nói là làm ha quý vị, và mình chờ xem cái kết quả sẽ là như thế nào. Bên phía Twitter thì họ đang chống lại rất là dữ dội cái vấn đề mà ông Elon Musk mua. Quý vị cũng biết là những cái người mà trong hội đồng quản trị của Twitter đó thì cái giá trị cổ phiếu của họ có rất là ít. Ông Elon Musk giờ là một người mà phải nói là nhiều hơn gấp mấy lần đối với những người đó, và chúng ta chờ xem kết quả sẽ như thế nào. Cựu vô địch quyền Anh Mike Tyson liên tục đấm người đàn ông trên máy bay.
Mike Tyson đã đấm một người đàn ông trên máy bay vào tối ngày thứ Tư. Nhà cựu vô địch hạng nặng bị cáo buộc đã đấm liên tục vào người đàn ông sau khi làm cho ông ta khó chịu. Sự việc xảy ra khoảng 10 giờ rưỡi tối khi mà Tyson dự kiến là bay từ phi trường quốc tế San Francisco đến Florida. Người phát ngôn của cơ quan quản lý an ninh vận tải TSA vào ngày thứ Năm cho biết rằng không có vụ bắt giữ nào trong vụ việc và đó là một sự đôi co lẫn nhau. Đoạn video được ghi lại bởi hành khách tham gia chuyến bay cho thấy một người đàn ông ngồi ghế phía sau của ông Mike và đã liên tục chỉ trỏ, chế giễu huyền thoại boxing người Mỹ. Điều này đã khiến cho Mike Tyson mất bình tĩnh, quay lại đấm liên tục vào người thanh niên có hành động thiếu tôn trọng với mình. Được biết là người này có dấu hiệu say xỉn, cũng chính là bạn của chủ nhân cái đoạn video lan truyền trên xã hội. Và sự việc này diễn ra khi cái người đã quay video chụp hình chung với lại Mike Tyson. Việc ẩu đả chỉ dừng lại khi có các thành viên phi đoàn đến can thiệp. Người đàn ông bị đánh đã được chăm sóc y tế và những hình ảnh cho thấy là anh ta có những vết trầy ở vùng đầu sau khi bị Mike Tyson đánh. Và sau đó thì cảnh sát đã đến để mà giải quyết sự việc của hai bên. Thì một cái người say xỉn mà đưa ra những cái lời châm chọc người ta, chúng ta cũng biết là Mike Tyson thì cũng dính líu nhiều cái vấn đề về cái tính của ảnh nóng nảy, hơi là nóng nảy. Mà người này biết như vậy rồi còn nói xỉa xói người ta vậy nữa thì chuyện gì tới thì nó phải tới thôi. Mấy năm trước là ổng cắn cái lỗ tai của một cái người trong lúc đánh võ đài thì đó, ổng đang đánh thì khi hai người ôm nhau để mà trọng tài nói là buông ra đó, thì trong lúc đó thì ổng quay ổng táp cái lỗ tai của cái anh kia. Mình nghĩ chắc lúc đó anh này cũng có nói gì ổng nói tầm kiểu trời biết lúc mà đánh boxing với nhau mình phải chăm chọc cho đối thủ thất chí. Thì khi đó thì mình vừa chiến thắng được bằng cái sức mạnh, vừa chiến thắng được tinh thần. Cái đó là cái trick của người ta, nhưng mà chắc có lẽ nó nặng quá nên anh này cắn luôn. Đặc vụ Mỹ đã bắn chết nghi can đột nhập tòa đại sứ Peru. Tin từ Washington DC, nhân viên sở mật vụ Hoa Kỳ USSS đã bắn chết nghi can đột nhập tòa đại sứ Peru ở Washington DC vào sáng ngày thứ Tư 20 tháng 4. Người ta nhìn thấy nghi can đập cửa sổ dinh thự đại sứ Peru tại tòa đại sứ. Ông Robert Conti là cảnh sát trưởng DC cho phóng viên hay. Lúc đó người thân của đại sứ Peru đang ở bên trong và đã gọi cho cảnh sát. Lúc đó khoảng 8 giờ sáng, nghi can đã bị bắn sau một lúc đối đầu với đặc vụ ngoài sân sau của dinh thự này, USSS đã cho hay. Ông Conti nói rằng nghi can cầm thanh sắt định tấn công cảnh sát. Sau khi mà dùng súng điện mà không khống chế được nghi can, cảnh sát đã dùng súng thật để mà bắn cái người nghi can này. Nghi can ở độ tuổi là 20 đến 30 tuổi và đã thiệt mạng tại hiện trường. Cảnh sát vẫn đang điều tra động lực của nghi can và cho biết rằng hiện chưa rõ là nghi can có biết đó là dinh thự của đại sứ hay không. Dinh thự này đã bị hư hại do vụ đột nhập đó, nhưng đại sứ, gia đình và nhân viên cũng như nhân viên của USSS đều được an toàn. Tòa đại sứ Peru đã ra tuyên bố, hai cảnh sát viên đang được kiểm tra xem có bị chấn thương hay không, theo lời của ông cảnh sát. Công ty Tesla xin ngưng vụ kiện phân biệt chủng tộc tại California. Tin từ Fremont, California, Tesla yêu cầu tòa California tạm dừng vụ kiện của tiểu bang cáo buộc hãng xe điện có hành động phân biệt chủng tộc tại nhà máy lắp ráp với lý do phải điều tra thêm và cho phép hãng xe dàn xếp vụ kiện. Trong một đơn đệ trình lên tòa Oakland vào ngày thứ Hai, 18 tháng 4, Tesla cũng tiết lộ hãng đang bị điều tra riêng bởi Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng EEOC và cho biết Bộ Gia cư và Việc làm Công bằng California DFEX có thể đã gấp rút nộp đơn kiện vào tháng 2 để tranh giành giải quyết sự việc với cơ quan liên bang. Trong đơn, các luật sư Tesla cho biết DFEX đã tiến hành cuộc điều tra vô lý trước khi khởi kiện và không chia sẻ nhiều khiếu nại của công nhân cho đến sau khi đơn kiện được đệ trình. Hãng cáo buộc DFEX đã vi phạm luật tiểu bang, yêu cầu thực hiện các bước khác nhau trước khi khởi kiện một bên sử dụng lao động. DFEX tháng trước đã thất bại trong việc ngăn chặn cuộc dàn xếp trị giá 18 triệu đô la giữa EEOC với hãng game Activision Blizzard với cáo buộc phân biệt giới tính. Cơ quan cho biết là việc dàn xếp có thể can thiệp vào vụ kiện của chính họ chống lại Activision. Phát ngôn viên EEOC cho biết cơ quan này không bình luận về các điều tra đang chờ giải quyết.
DFES cáo buộc Tesla xây dựng một môi trường làm việc tách biệt về chủng tộc tại các nhà máy ở Fremont, California, nơi công nhân da đen phải chịu những lời lẽ miệt thị chủng tộc và bị phân biệt đối xử trong việc phân công công việc, kỷ luật và tiền lương. Tesla đang tìm cách trì hoãn vụ kiện trong 120 ngày và buộc DFES hòa giải vụ kiện với công ty bên ngoài thay vì tòa án. Đây là sự việc mới nhất cáo buộc Tesla dung túng cho hành động phân biệt đối xử nghiêm trọng tại nhà máy Fremont. Một cựu nhân viên điều hành thang máy ở Tesla tuần trước đã nhận bồi thường 15 triệu đô la trong một vụ kiện chủng tộc. Quốc hội Mỹ phải sơ tán vì màn trình diễn nhảy dù. Máy bay quân sự đã thả người nhảy dù xuống một trận đấu bóng chày ở thủ đô Washington, gây ra báo động an ninh tại Capitol, buộc Quốc hội Mỹ phải sơ tán. Theo hãng tin Reuters, cảnh sát điện Capitol ban đầu thông báo theo dõi chiếc máy bay đem lại mối đe dọa đối với khu phức hợp điện Capitol. Tuy nhiên sau đó vài phút, phía cảnh sát cho biết không có mối đe dọa nào, nhưng họ đã di tản trụ sở Quốc hội Mỹ một cách hết sức thận trọng. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thông báo Quốc hội sẽ đánh giá lại phản ứng trong việc vừa qua để tìm ra sai sót dẫn tới tình huống này. Cảnh sát quận Columbia cho biết chiếc máy bay này hóa ra là một chiếc máy bay quân sự chở các thành viên của đội trình diễn nhảy dù Golden Knights của quân đội Mỹ. Đội bay của Golden Knights đã nhảy dù xuống sân vận động bóng chày quốc gia Washington thuộc công viên quốc gia cách điện Capitol khoảng 1 mile. Chiếc máy bay một động cơ này đã bay một vòng quanh Washington sau khi cất cánh từ căn cứ liên hợp Andrews ở Maryland. Trong khi đó thì nhìn đài truyền hình đã nói thêm rằng cảnh sát của Capitol không biết về sự việc này. Hiện thì Reuters chưa xác nhận được ngay rằng cảnh sát Capitol có nhận được thông báo về chiếc máy bay và những người nhảy dù hay không. Thông thường mà nhảy dù hoặc là bay vòng những cái khu vực mà gọi là khu vực nhạy cảm, gọi là trung tâm của nước Mỹ thì phải thông báo với những cái người đó chứ, tại sao mà không được phép, sao mà dám bay. Ừ, đúng rồi. Lúc đó là chắc chắn là gây náo loạn khu vực đó, là bởi vì có một chiếc máy bay bay vòng vòng bay nhảy dù như vậy thì gây nguy hiểm cho những cái vị ở trong tòa nhà Quốc hội, thưa quý vị. Nga đã áp đặt trừng phạt với các công dân Mỹ bao gồm Phó Tổng thống Harris. Nga vừa ban hành một danh sách các biện pháp trừng phạt mới áp đặt với công dân Mỹ nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt kinh tế trước đây của Washington đối với Nga. Ngày 21 tháng 4, hãng tin Sputnik của Nga cảnh báo rằng họ có quyền đưa ra phản ứng thích hợp đối với các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine của họ. Theo đó, thì các biện pháp trừng phạt mới nhất của Nga ảnh hưởng đến 26 người Mỹ, những người mà Nga cho là tham gia vào việc tạo nên chủ nghĩa bài Nga ở Mỹ, bao gồm cả Phó Tổng thống Kamala Harris và phu quân của bà. Trong danh sách trừng phạt của Nga còn có chánh văn phòng ngũ giác đài John Kirby, giám đốc điều hành Meta là Mark Zuckerberg, người dẫn chương trình ABC George Stephanopoulos, giám đốc điều hành của LinkedIn Brian Roslansky và nhà báo David Ignatius. Ngoài ra thì Moscow cũng công bố những biện pháp trừng phạt mới đối với 61 công dân Canada để đáp trả các biện pháp kinh tế mà chính phủ này đã áp đặt lên Nga. Chỉ vài giờ trước khi Nga đưa ra lệnh trừng phạt mới thì Tổng thống Joe Biden đã thông báo rằng các tàu liên kết với Nga sẽ bị cấm vào các cảng của Mỹ. Tổng thống Joe Biden cũng cho biết là quyết định này được thực hiện cùng với các đối tác Mỹ và châu Âu và Canada. Trước đó thì các nước Liên minh châu Âu và Anh cũng đã thông báo cấm tất cả các tàu treo cờ Nga vào cảng của họ để đáp trả lại cái sự xâm lược của Nga vào Ukraine. Cùng ngày thì Tổng thống Mỹ đã công bố gói viện trợ vũ khí trị giá 800 triệu đô la cho Ukraine. Gói viện trợ này bao gồm những cái loại vũ khí để mà trang bị cho Ukraine. Bây giờ họ cho mở cửa cho vô, không ai vô đâu, cấm. Bây giờ mình sao ai muốn vô Nga? Tự nhiên cái không cái rảnh quá. Cấm chơi cho vui mà, để cho có cái sự mà đáp trả. Nhà sản xuất máy bay không người lái của Mỹ đã tặng hơn 100 máy bay trinh sát siêu nhẹ cho Ukraine. AeroVironment, một nhà thầu quốc phòng có trụ sở tại thành phố Arlington, tiểu bang Virginia, vừa ra thông báo sẽ tặng Bộ Quốc phòng Ukraine hơn 100 máy bay không người lái Contis Recon. UAV Contis Recon là một máy bay trinh sát rất là nhẹ với trọng lượng chỉ hơn 2,3 kg, là vào khoảng 5 bao rưỡi, thưa quý vị. Nhờ trọng lượng nhẹ và khả năng cất cánh thẳng đứng, nó được xem là một trong những UAV do thám và vẽ bản đồ tiện lợi nhất thế giới. Máy bay không người
người lái này có khả năng thực hiện nhiệm vụ trinh sát theo một chương trình bay được cài đặt sẵn, được trang bị hai camera với độ phân giải là 18 megapixel. Qantas Recon đã có khả năng chụp ảnh quang học đa phổ. Một trong những ưu điểm lớn nhất của loại máy bay này là việc máy bay được điều khiển thông qua tín hiệu của hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu là GPS. Ưu điểm trên đã giúp cho loại máy bay này có thể hoạt động bình thường, cho dù đối phương có sử dụng những hình thức áp chế điện tử như là gây nhiễu sóng của radio. Là một loại máy bay không người lái siêu nhẹ, nó có thể bay với tốc độ khá nhanh là khoảng 20 mai một giờ và ở độ cao là khoảng 790 feet đó quý vị. Và với khả năng bay liên tục trong vòng 45 phút thì loại máy bay này rất phù hợp để thực hiện các vụ trinh sát tình báo khẩn cấp trên chiến trường của Ukraine. Theo chủ tịch và giám đốc điều hành của AeroVironment, bằng việc sử dụng những thông tin tình báo được thu thập bởi Qantas Recon, bên vận hành có thể thực hiện việc lên kế hoạch và xác minh các nhiệm vụ một cách nhanh chóng, qua đó sẽ giúp các lực lượng mặt đất của Ukraine tránh được nhiều thiệt hại. Đức từ chối cung cấp một số vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Truyền thông Đức gây ra sự hoài nghi về tuyên bố trước đó của Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng đã đồng ý việc mua vũ khí với Kiev. Trước đó, Thủ tướng Scholz cho biết ông đã yêu cầu các nhà thầu vũ khí đưa ra danh sách các hệ thống vũ khí mà họ có thể nhanh chóng cung cấp cho Ukraine để tăng cường nỗ lực phòng thủ. Ukraine hiện đã đưa ra lựa chọn từ danh sách này và chúng tôi sẽ cung cấp cho họ số tiền cần thiết để mua hàng, ông Scholz đã nói. Theo thông tin trên tờ Bild của Đức vào ngày 21 tháng 4, lời đề nghị hồi giữa tháng 3 vẫn bao gồm một số vũ khí hạng nặng mà Kiev cho là cần thiết để chống chọi lại chiến dịch quân sự của Nga tấn công vào Ukraine, bao gồm phương tiện vận tải bọc thép Boxer, pháo tự hành PZH-2000 và xe tăng chiến đấu Leopard 2 do công ty quốc phòng Kars Murphy Wetman có trụ sở ở Munich sản xuất. Nhưng đến cuối tháng 3, thì danh sách đệ trình lên chính phủ Ukraine đã giảm từ 48 xuống còn 24 trang và chỉ bao gồm 3 trong số 15 loại vũ khí mà Kiev yêu cầu. Hai yêu cầu tiếp theo của chính phủ Ukraine vào ngày 9 tháng 4 và 16 tháng 4 đã bị phía Đức phớt lờ theo tờ báo của Đức. Thông tin này có nguy cơ khiến cho cuộc tranh cãi ngoại giao thêm căng thẳng. Chính phủ của Thủ tướng Scholz khẳng định đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp cho Ukraine chống lại cái cuộc chiến này. Và trong khi đó thì các nhà ngoại giao của Ukraine lại cáo buộc Berlin ngừng vận chuyển vũ khí vì sợ kích động Nga đã nâng cái sự mà căng thẳng chiến tranh. Mỹ khai triển hai mắt thần theo dõi Nga khi thử quả tiễn mạnh nhất thế giới. Khi Nga thử quả tiễn đạn đạo RS-28 Samad, Mỹ đã thực hiện hành động chưa từng được ghi nhận trước đó nhằm thu thập thông tin về loại vũ khí mà Moscow tuyên bố là mạnh nhất thế giới. The Drive đưa tin Mỹ đã điều động một cặp máy bay thu thập thông tin tình báo RC-135S Cobra Bear di chuyển về phía bờ biển phía đông của nước Nga. Đây là các mắt thần của không quân Mỹ, chuyên có nhiệm vụ tìm kiếm và nắm bắt các thông tin quan trọng của các đối thủ. Theo các trang theo dõi chuyến bay, hai chiếc RC-135 số hiệu 624128 và 612663 đã xuất phát từ căn cứ ở Alaska và bay theo đội hình tới gần đảo St. Matthew, một tiền đồn của Mỹ tại biển Bering để theo dõi vụ thử. Nga đã báo trước cho Mỹ về việc sẽ phóng thử RS-28 Samad và chuyên gia hàng không là một cựu phi công quân sự Mỹ nói với The Drive rằng đây là lần đầu tiên trong hàng chục năm qua ông nắm được thông tin Mỹ điều động tới hai chiếc RC Cobra Bear cùng lúc làm một nhiệm vụ trinh sát. Theo giới quan sát thì việc làm này đã cho thấy giới tình báo của Mỹ rất muốn nắm những cái thông tin về hỏa tiễn Samad nên họ đã thực hiện việc chưa từng có là đưa hai chiếc máy bay cùng đi giám sát vụ thử nghiệm này. Và với việc đưa tới hai mắt thần tới gần Nga, Mỹ dường như muốn thu thập các dữ liệu ở độ cao khác nhau để có những thông số chuẩn xác nhất về vũ khí của đối thủ, đặc biệt là vấn đề liên quan đến việc hỏa tiễn trở lại khí quyển. Đương kim Tổng thống Pháp đã gia tăng cách biệt trước vòng bầu cử thứ hai. Tin từ Paris của Pháp, ông Emmanuel Macron là đương kim Tổng thống Pháp vừa gia tăng cách biệt trong các cuộc khảo sát,
ý định bỏ phiếu vào ngày thứ Ba, 19 tháng 4, nhưng vị thủ tướng cho rằng chiến thắng của ông Macron trong cuộc bầu cử vòng 2 vẫn chưa được bảo đảm, khi bà Marine Le Pen, đối thủ cánh hữu cực đoan, cáo buộc ông về hành vi khai thác sự sợ hãi. Hãng tin Reuters cho biết, ba cuộc thăm dò vòng 2 cho thấy ông Macron đang đạt thành tích rất cao, cao nhất kể từ trước vòng đầu tiên, với số điểm trung bình là 55,83%, tăng hơn 1 điểm so với ngày thứ Sáu, 15 tháng 4, và hơn 3 điểm so với mức trung bình của 5 cuộc thăm dò trước vòng đầu tiên. Tuy nhiên, Thủ tướng Jean Castex cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để ăn mừng chiến thắng. Kết quả thăm dò của IPSOS cho thấy ông Macron giành được 56,5% số phiếu, tăng 1 nửa điểm so với ngày thứ Sáu, 15 tháng 4, và 3,5 điểm so với ngày 8 tháng 4. Cuộc thăm dò của Opinion Way và iPub lần lượt là 56% và 55% cũng cho thấy ông Macron có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất kể từ trước cuộc bỏ phiếu vòng đầu tiên vào ngày 10 tháng 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính của Pháp đã nói rằng bà Le Pen sẽ trao chủ quyền của Pháp cho ông Putin và Nga nếu bà đắc cử. Bà Le Pen trong quá khứ từng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Tổng thống Nga và nói rằng bà sẽ rút Pháp ra khỏi Bộ Chỉ huy quân sự tích hợp của NATO. 21 loạt đại bác chào mừng sinh nhật 96 tuổi của nữ hoàng Anh. 21 phát đại bác được bắn ra tại lâu đài Windsor để chào mừng sinh nhật lần thứ 96 của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Theo National News, 21 phát đại bác được bắn nhân dịp sinh nhật lần thứ 96 của bà. Các loạt đại bác này được bắn bên ngoài của lâu đài Windsor, dinh thự chính của nữ hoàng nằm ở vùng Berkshire, Vương quốc Anh. Trong khi đó, nữ hoàng Elizabeth kỷ niệm sinh nhật lần thứ 96 một cách yên bình tại dinh thự Sandringham. Đây là một bất động sản hoàng gia nằm tại vùng Norfolk, Vương quốc Anh, cách thủ đô London khoảng 180 cây số. Và nữ hoàng Elizabeth đệ nhị hôm qua cũng đã di chuyển từ lâu đài Windsor đến dinh thự Sandringham. Tại đây thì bà tổ chức một buổi tiệc nhỏ cùng với gia đình và bạn bè. Và bà cũng đã chọn dinh thự này là địa điểm đón sinh nhật năm nay, là lý do là từng là dinh thự yêu thích của chồng bà là hoàng thân Philip, người đã qua đời vào năm trước đó quý vị. Hoàng thân Philip đã về đây sinh sống kể từ năm 2017 sau khi mà về hưu, và nữ hoàng thường xuyên có những chuyến thăm đến đây khi mà ông vẫn còn sống. Ông qua đời vào năm ngoái ở tuổi 99 sau hơn 70 năm chung sống với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Vào thời điểm trước sinh nhật của bà, hoàng gia Anh cũng đã đăng tải một bức ảnh chân dung nữ hoàng Elizabeth. Bức ảnh được chụp khi nữ hoàng đi dạo cùng hai chú ngựa trắng yêu thích là Baybeck Kady và Baybeck Nightingale tại lâu đài Windsor. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sinh ra ở London vào năm 1926. Bà là con gái đầu lòng của đức vua George đệ lục và vương hậu Elizabeth. Cha bà lên ngôi sau khi người anh ruột là vua Edward thoái vị vào năm 1936, và điều đó đồng nghĩa với việc công chúa Elizabeth chính thức trở thành người kế vị ngai vàng. Hay ha, coi như là mỗi năm sinh nhật đều bắn 21 phát đại bác, có nghĩa là năm nào cũng 21 tuổi. Nói giỡn cho vui nha quý vị. Thì công nhận bà lớn tuổi, bà 90 mấy tuổi mà bà thấy vẫn còn minh mẫn và rất là khỏe quý vị. Khoảng từ sau sự qua đời của ông thì mình thấy sức khỏe bà bắt đầu xuống ha. Đúng là cái tinh thần nó rất là quan trọng ha. Người ra đi thì không gì, nhưng mà người ở lại là cái người mà đau khổ nhất. Tin Việt Nam, trước khi tử vong, bé Vân An bị dì ghẻ bắt quỳ gối trong chuồng chó. Kết luận điều tra vụ bé 8 tuổi bị bạo hành cho thấy Quỳnh Trang đã ra tay độc ác tàn nhẫn suốt thời gian dài cho đến khi Vân An tử vong. Ngày 21 tháng 4, theo nguồn tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng vụ án, kết luận điều tra cho Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang 27 tuổi về tội giết người và hành hạ người khác, bị can Nguyễn Kim Trung Thái 37 tuổi về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Theo điều tra, kết luận rằng bé Vân An là con gái của Thái và chị Hạnh. Vào tháng 8 năm 2020 thì vợ chồng ly hôn và Thái được tòa án giao quyền chăm sóc nuôi dưỡng con. Đến tháng 9 năm 20 thì Thái chung sống như vợ chồng với Trang tại căn hộ chung cư Sài Gòn Pearl, quận Bình Thạnh. Cháu đã sống với dì ghẻ trong suốt thời gian, và bắt đầu từ tháng 10 năm 21 thì cháu học online ở nhà, và Trang không có việc làm nên Thái đã giao việc kèm con học.
khoảng thời gian này thì người này đã nhiều lần dùng tay, chân, roi, cây gỗ, kim loại để mà hành hạ cháu. Có lúc Trang không cho cháu mặc quần áo khi bị đánh, bắt quỳ gối, giơ tay lên cao, bắt chui vào chuồng chó, quỳ gối, vừa khóc vừa học. Bị đánh, lấy kéo cắt tóc, dùng khăn trùm đầu bé và đập liên tục xuống bàn. Trang thực hiện nhiều kiểu đánh đập, hành hạ, chửi mắng và lặp đi lặp lại trong một thời gian dài, để lại sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần cho đứa bé mới 8 tuổi. Hành vi của Trang đã cơ cấu thành một tội hành hạ người khác, trong khi Thái là người cha, có trách nhiệm là phải chăm sóc nuôi dưỡng và bảo vệ cho con cái. Tuy nhiên mà khi mà chứng kiến con của mình bị Trang là hành hạ như vậy, Thái chẳng những không can ngăn mà còn tham gia chửi mắng và đánh con. Hành vi của Thái là một hành động đồng phạm với Trang về tội hành hạ người khác. Riêng ngày 22 tháng 12, Trang đã dùng hung khí nguy hiểm là cây gỗ to tròn và dùng tay chân liên tục đánh đập bé dã man trong 4 giờ đồng hồ, làm cho bé đã thiệt mạng. Và Trang lại tiếp tục tấn công những cái chỗ hiểm của bé để mà gây ra cái chết rất là đau thương. Càng ngày qua sự điều tra thì mình càng thấy cái hành động mà quá dã man, không còn một tí gì tính người của cái người phụ nữ này quý vị. Mình không hiểu vì sao mà cái con người lại có thể mà ác độc mà đối xử với một đứa nhỏ có mấy tuổi mà đối xử như vậy. Và ngay cả người cha làm sao mà có thể chứng kiến một cái người không phải là mẹ của con mình mà hành hạ con mình như vậy. Phải có một sự can ngăn như thế nào. Cái sự đồng phạm của người cha là chắc chắn là phải bị xử tội, mà nó là đồng phạm không mình thấy cũng chưa đủ nữa quý vị. Che giấu tội phạm, khi mà biết được là người dì ghẻ này đã hành động như vậy thì liền dùng cái phone để mà vào bên cái hệ thống của camera xóa toàn bộ những hình ảnh có được. Thì may mắn là những cái người bên đó đã moi lại được những cái hình ảnh và cho thấy được những cái chứng minh là những cái hành động của cái cô này hành hạ cháu bé rất là tàn nhẫn quý vị. Trung Quốc tuyên án tử hình một công dân Mỹ. Một tòa án tại Trung Quốc đã tuyên án tử hình một công dân Mỹ vì hành vi giết hại bạn gái tại Trung Quốc. Reuters dẫn lời bản tin của đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, tòa án nhân dân trung cấp ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vừa tuyên án tử hình đối với công dân Mỹ Shadid Abdul Mateen vì tội giết người. Trong cáo trạng, bị cáo Abdul Mateen vốn là giảng viên của Đại học Công nghệ Ninh Ba. Năm 2019, Abdul Mateen có quen biết và bắt đầu có một mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ Trung Quốc mang họ Chen. Mối quan hệ của hai người đổ vỡ vào tháng 5 năm 2021. Sau khi chia tay thì cả hai vẫn thường xuyên xảy ra cãi vã và bị cáo sau đó đã hẹn bạn gái cũ đến một bến xe bus tại thành phố Ninh Ba và đã giết hại nạn nhân bằng dao vào ngày 14 tháng 6 năm 2021. Theo thẩm phán chủ tọa phiên tòa, bị cáo Abdul Mateen đã giết người để trả thù và cố tình tấn công Chen nhiều lần, dẫn đến sự qua đời của nạn nhân. Việc gây án của bị cáo bị thúc đẩy bởi những động cơ thấp hèn và được thực hiện bằng thủ đoạn tàn bạo. Dựa trên hoàn cảnh phạm tội và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, bị cáo cần phải bị trừng trị theo luật pháp, vị thẩm phán nói thêm. Đại sứ quán của Mỹ tại Trung Quốc hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về phán quyết vừa trên của tòa án Trung Quốc. Rồi, tin chính đã hết, giờ tới phần tin phụ nha. Không biết kêu là gì, màu này cũng gọi là màu gì ta, màu đất. Màu này chính xác là màu da bò. Đừng kêu lon da bò kiếm nha. Không, bò loan. Hồng Loan rồi bây giờ bò Loan. Thôi, cũng... tự nhiên mỗi ngày đặt cho luôn một cái biệt danh kỳ cục quá. Phải có một câu nói để cho vui vui. Có chữ thanh đồ. À đúng rồi. Nghe màu hường đồ nghe còn được. Vậy mình mặc áo xanh với áo hồng nhiều nhiều một chút để đặt kêu. Thì cũng như là thường lệ, mỗi cái tin nặng nề thì Lộc với Loan cũng gửi đến quý vị một giây phút thư giãn chút xíu nha quý vị. Rồi nghe chuyện vui không? Nghe. Nghe hả? Nghe chuyện mới nha. Mới hả? Mới tin luôn. Chuyện này của chú gửi tặng ha. Đúng rồi. Bây giờ là mình tới thêm cái phần mà kinh nghiệm của chú gửi cho Bảo Lộc nữa, chứ không phải là một mình Bảo Lộc. Chú đã cẩn thận coi như là cái tờ báo đó, chú cắt gọn cái phần mà kiểu mà câu chuyện vui và chú chụp hình chú gửi cho Lộc. Nghe cái chuyện này là một cái chuyện hình như có thiệt á. Lộc nghe hình như vậy đó. Thì là có một cái người phỏng vấn một nhà triệu phú nha. Một nhà triệu phú nói là ông ơi,
ông làm cách nào để mà ông trở thành một nhà triệu phú như vậy? Chúng tôi rất là ngưỡng mộ ông. Thì ông này nói, tôi thì có làm được cái gì đâu, bà xã tôi hết á. Trời, ông nói vậy, ngày hôm nay là ngày phụ nữ, chắc là ông muốn ca ngợi vợ của ông chứ gì. Cái người này mới nói, không, sự thật là vậy, tôi không có ca ngợi ai, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật. À, vậy là tất cả là nhờ vợ, nhờ vợ ông mới thành triệu phú. Vậy cho tôi hỏi là, trước khi mà ông lấy vợ thì ông làm gì? Ông này mới trả lời, trước khi lấy vợ, tôi là tỷ phú. Nhờ vợ xài tiền bớt. Chừng vài năm nữa tôi không biết tôi là gì. Cũng vui vui ha. Tất cả là nhờ vợ. Quá nhờ vợ luôn. Quá nhờ vợ. Tôi nói sự thật mà. Nhờ vợ lắm. Vợ. Ủa gì vậy ba Lộc? Ok, ngày hôm nay Lộc và Lân kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nho nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, đã chia sẻ chương trình của Loan và Lộc, và luôn luôn mong nhận được like, share, subscribe, comment và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.